chị yêu quý đàn con của tôi và Liên Minh Phát lội từ đất liền và chèo thuyền qua đây vượt ngàn trùng khơi để ra đây thăm mấy đứa con của tôi hay là thăm bảo mẫu nữ của tôi. Anh nói thiệt đi, anh thăm ai? Ở đây có mọi người ở đây ha. Dạ. Anh Tú, anh Thức Trâm với lại các bạn. Thật ra là cái concept mà Phát xuất hiện nó rất là mạnh mẽ. Nó rất là mạnh mẽ. Bơi từ biển vào như một vị thần. Bơi từ biển vào như một vị thần. Wow. Đứng trên biển lặng, đứng cầm cây sào. À, cây sào. Nhưng mà hôm nay biển động quá. Đi thuyền thúng mà không lại. Bơi được mới 3 mét nè. Sóng đất ập luôn cái thúng. Sóng đất ập luôn cái thúng.